Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với những video của mình các bạn ơi. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi thăm câu cá sụp cá lóc các bạn nhé. Thì chiều hôm qua mình cắm các bạn ạ, thì mình cũng không quay các bạn ơi, vì cắm thì rất đơn giản thôi. Mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn là cái cách cắm câu này, với lại là cái mồi các bạn ơi. Cái mồi để chúng ta cắm câu nha. Mình đã cắm rồi, mồi nhái các bạn ơi. Mình đang thử nghiệm cái mồi nhái xem hiệu quả không các bạn nha. Mồi nhái. Với thứ hai là cái điều kiện lúc nào để chúng ta cắm các bạn ơi. Miền Bắc mình là bây giờ là tháng 11 rồi, tháng 11 dương các bạn ạ. Thì cắm câu là rất là tuyệt vời các bạn nhá. Cắm câu cá sộp, cá lóc. Đấy, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Ao cái cánh đồng đây thì đắp nước lại các bạn để thả cá, thì là mình cắm sẽ được những con cá sộp rất là to các bạn nhá. Đấy, ok các bạn theo dõi nhá. Thì sáng hôm nay thì mình đã đi thăm các bạn ơi, mình thăm xem có được không các bạn. Mình cắm ít thôi các bạn ạ, vì mình điều kiện mình đi làm, mình rất là bận, mình không có thời gian để cắm nhiều, quay nhiều cho các bạn xem các bạn ạ. Các bạn xem cũng thông cảm cho mình nhé các bạn nhá. Các bạn xem video like, chia sẻ ủng hộ mình các bạn ơi. Thì cũng có một số các bạn bảo là sao quay ngắn thế các bạn ơi, vì thật sự mình không có thời gian các bạn. Thì các bạn xem hết sức thông cảm. Lúc nào được thì mình mới quay các bạn ơi, nếu mà không được thì mình quay sàm sàm thì nó không hay các bạn nhá. Đấy rồi, ok, bây giờ mình sẽ quay cam trước cho các bạn xem các bạn nhé. Đây là những cái ao từ đây và tút trong kia các bạn ơi. Bầy vịt trong kia hơi xa các bạn. Bạn nhìn đây, trong kia bầy vịt kìa. Những cái ruộng này rất là nhiều cá sộp, cá lóc các bạn ạ. Đấy, nó đớp mồi rất là nhiều. Rất là nhiều cá luôn các bạn ạ. Đấy, mình sẽ cắm những cái ria này các bạn nhá. Đấy, cắm những ria này. Ria này. Đây này, trong từ đây vào trong núi, trong đồi trong kia các bạn nhỉ. Đấy, cái dọc trong kia, trong tròi kia các bạn nhỉ. Rất là nhiều luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi thăm các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn này, cá này. Có cá nuôi, cả cá sổ các bạn, nó đơm mồi nhá. Đấy, rồi ok, bây giờ là mình sẽ đi thăm nha các bạn nhá. Và khi lúc nào nó được thì mình sẽ quay cho các bạn xem các bạn nhá. Cá đơm mồi rất là to các bạn ạ. Đây. Mình không kịp quay các bạn ạ. Rất nhiều cá sổ to các bạn ơi. Đơm mồi đúng đột. Kìa, còn trong kia các bạn kìa. Đấy, trong kia. Đấy, chỗ tay mình chỉ các bạn ơi. Câu không được đâu các bạn ạ. Câu lua, câu ấy là nó không cắn các bạn ạ. Chỉ có cắm lưỡi câu này là sẽ dính các bạn ạ. Chỗ này mình còn cái các bạn ạ. Ui, cần sao mà kéo dưới này giữ vậy. Biết được không các bạn ạ. Nhưng mà thấy cần... Các bạn thấy cần câu lôi xuống như này thì không biết được hiện tượng gì không. Như nào. Gì? Luồng đất rồi các bạn. Ui giời, chết các bạn ơi. Tai nạn nghề nghiệp các bạn ơi. Nó cuốn vào cái cây này nó bị không thở được các bạn. Chết rồi các bạn. Đấy. Con này thì rất là to các bạn. Con này 3-4 lạng nhưng mà nó cuốn vào cái cây. Gì? Ngậm. Vậy ta xem nhé. Đấy các bạn ơi. Con này cũng to đấy. Chắc khoảng 3 lạng, 4 lạng gì đấy. Nhưng mà nó lại cuốn vào cái cây các bạn ơi. Nó không thở được nên nó chết các bạn ạ. Cái giống cá sộp, cá ấy này là nó thở bằng phổi các bạn nha. Cá sộp, cá chuối, tất cả các loại này là nó sẽ nó thở bằng phổi nên là chìm là nó chết các bạn nha. Đấy các bạn ơi, được một con to này. Con này vẫn ăn được các bạn nhá, không phải gì. Mình cắm tối hôm qua thì bây giờ này thì vẫn ăn được rồi. Ok bạn ơi, bây giờ mình đã đi thăm tiếp nhá. Mình để đây các bạn ơi, trong kia mình còn các bạn. Mình cắm ít thôi, cắm có mấy cần các bạn. Dọc này người ta cắm rất nhiều vì cái cánh đồng này là nhà mình đắp nước các bạn ạ. Người ta cũng cắm. Còn đây cần câu vứt ở ria các bạn. Đây cần câu người ta cắm xong người ta không được. Cắm không được xong người ta trả thu về luôn. Ôi cái này mất mồi các bạn ơi. Cái này mất mồi rồi. Mất mồi, ui, ếch các bạn, ếch. Mất mồi rồi các bạn ơi.
nó đớp sẩy các bạn ạ. Rồi ok bạn ơi, mình lại tiếp tục đi ra ngoài kia thăm nhà các bạn nhé.